Nếu các bạn quan tâm tới các bộ phim viễn tưởng, hành động và nhiều thể loại khác, hãy ghé vào kênh review phim của mình để xem nhé. Mình sẽ để link bên dưới phần mô tả cùng bình luận. Ở video trước, Sử Lai Khắc Tất Quái đã trở về rồi sau đó chiến đấu với Vũ Hồn Đế Quốc. Trong tập này, kết cục trận chiến đã có kết quả, Tà Nguyệt và Diễm may mắn thoát chết, cả hai mang theo thi thể bể bết máu quay về. Holina thấy vậy liền lo lắng hỏi thầm, Tà Nguyệt đem kết quả báo cáo lại. Bên ta bao gồm hàng ma đấu la có 5 tên tướng lĩnh bị thương, ngoài ra còn có 100 người tử vong, mấy người bị đánh thành ngớ ngẩn, những người còn lại tung tích không rõ. Này trở thành nữ cho chị thì hành động tiếp theo, mấy lão gia trưởng lão ở bên cạnh cũng thắc mắc, hàng ma đấu la chưa bao giờ thất bại, rốt cuộc là chuyện gì? Diễm đem mọi chuyện kể lại, vốn dĩ thắng lợi đã thuộc về bọn họ, vậy nhưng Sử Lai Khắc Tất Quái đột nhiên xuất hiện nghịch chuyển thế cục. Chuyên canh trở lại trận chiến, sau khi hàng ma đấu la sử dụng ra hồn kỹ thứ 9 độ chúng sinh, Đường Tam liền lấy ra tam xóa kích đáp trả lại. Ánh sáng từ tam xóa kích phát ra giống như thần linh giáng thế, ngay cả hàng ma đấu la cũng ngạc nhiên. Rất nhanh sau đó, kỹ năng bổ sung của trái tim hải thần cũng va chạm với hồn kỹ thứ 9 của hàng ma. Kết quả chẳng cần phải nói gì nhiều, người chiến thắng hiển nhiên là người có hồn lực thấp hơn cả 10 cấp độ. Hàng ma đấu la bị đánh văng ra xa, cả đám chứng kiến cảnh tượng này liền không thể tin nổi. Mà Hồng Tuấn ở ngoài liền không quên giải thích Đường Tam là người thừa kế hải thần. Cả đám nghe xong lại lần nữa kinh ngạc, nhất là Tuyết Băng, tiến bộ của lão sư trong 4 năm nay thật đúng là nghiêng trời lệch đất. Tới đây thì tình thế đã thay đổi, phía Vũ Hồn Đế Quốc thi nhau bỏ chạy tán loạn. Thành chủ Tây Lỗ Thành lúc trước còn hổ báo lắm, nhưng bây giờ đã phải bỏ chạy giữ mạng. Không may là lão bị người phe mình ngăn lại, kết quả chết không kịp chăn chối, Diễm may mắn được Tà Nguyệt mang đi nên giữ được một mạng. Holina sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện liền thất thần ngồi xuống ghế, nàng không ngờ rằng người phá tan kế hoạch này lại chính là Đường Tam, mấy lão già bên cạnh cũng không giữ nổi bình tĩnh. Về phần hàng ma đấu la, hắn may mắn vẫn giữ được cái mạng trở về báo tin cho đại cung Phụng Thiên Đảo Lưu. Lần này thất bại, hắn không có gì để nói, nam nhân dám làm dám chịu nên sẵn sàng chịu phạt. Thiên Nhận Tuyết ngay lập tức đi ra ngoài giáng một đòn xuống hàng ma đấu la, cứ tưởng nàng sẽ lấy mạng hắn vậy nhưng không phải, dường như chỉ là cảnh cáo, cũng có thể là phô trương thành thế. Bị ăn một chiêu này, hàng ma liền âm thầm thán phục, thực lực của thiếu chủ không ngờ lại khủng bố như vậy. Thiên Đạo Lưu sau đó cũng xuất hiện, lão đã truyền tin cho Bì Đồng để lo liệu chuyện này. Hiện tại đã bị thương, lão liền nhắc nhở hắn quay về nghỉ ngơi trước, sau này lão tự có thời điểm để cho hắn lấy công chuộc tội. Nhìn thấy sự trưởng thành của Đường Tam, Thiên Nhận Tuyết cũng muốn nhanh chóng thực hiện khảo hạch thứ 8. Vậy nhưng, Thiên Đạo Lưu lại cảm thấy không cần vội vã, dục tốc bất thành. Trước mắt, Thiên Nhận Tuyết mới chỉ hoàn thành xong khảo nghiệm thứ 7 mà thôi. Sau khi giành được chiến thắng, đám binh lính liền tiến hành thu dọn chiến trường. Mã Hồng Tuấn sản xuất hương trang, Bạch Trầm Hương tiến hành phân phát. Sau khi cuộc chiến chấm dứt, người của Đường Môn mới mang vũ khí tới hỗ trợ. Lần này hành động sơ sót, Tuyết Băng cũng vô cùng ngỡ ngàng, không ngờ Vũ Hồn Đế Quốc lại mồi chuộc được thành chủ của Tây Lỗ Thành. Cũng may là có nhóm người Đường Tam kịp thời quay về, ngăn cơn sóng dữ, nếu không thì cả đám chắc chắn đã xuống hoàng tuyền rồi. Ngoài Tuyết Băng kinh ngạc vì thực lực của Đường Tam thì mấy lão gia của Thiên Đấu Học Viện cũng vậy. Mấy năm trước, bọn hắn còn ra tay thăm dò Sử Lai Khắc Tất Quái, vậy mà giờ đây từng người trong đó, ai ai cũng mang tuyệt kỹ bên người, đúng là trường sang sóng sau đè sóng trước. Về phía hai đại đế quốc, bọn họ lúc này cũng bắt đầu ngồi vào bàn thảo luận phương án đối phó với Vũ Hồn Đế Quốc. Tuy biết là thế cục bất lợi, vậy nhưng bọn họ vẫn không quên nhắc lại một lần nữa. Mỗi khi giao thủ chính diện, Vũ Hồn Đế Quốc luôn dùng số lượng hồn sư trực tiếp nghiền ép. Bây giờ biên giới hai nước cũng bị trọng binh của bọn họ bao vây. Một khi thất thủ, hậu quả khó mà lường được. Đường Tam trấn an, tình thế trước mắt nguy cấp, vậy nhưng chưa tới mức hoàn toàn tuyệt vọng. Vũ Hồn Đế Quốc đang bại lộ một điểm yếu chí mạng, điều thứ nhất là nội tình. Chiến tranh so đấu không chỉ là năng lực tác chiến, còn có tổng hợp sức mạnh đế quốc. Tuy bọn họ có được lực lượng hồn sư khổng lồ, vậy nhưng về mặt văn hóa chính trị lại là thế yếu. Luận về kinh tế và phát triển khoa học kỹ thuật cũng thua kém hai đại đế quốc Thiên Đấu và Tinh Lam. Điều này cũng đồng nghĩa rằng với tài nguyên nhân lực mà bọn họ đang có, căn bản không thể duy trì tác chiến lâu dài. Cho nên điểm mấu chốt đánh bại Vũ Hồn Đế Quốc nằm ở kéo dài tiền tuyến, khiến cho bọn chúng không thể ứng phó, cạn kiệt tài nguyên. Phân tích xong xuôi, Đường Tam liền đề nghị hai vị đại đế của hải nước mượn dư âm còn lại từ thắng lợi ngày hôm qua. Lấy Tây Lỗ Thành làm cứ điểm, triển khai phản công giao những vùng bị mất đất xung quanh. Đợi tiền tuyến bên ta xây xong liền có thể xoay chuyển cuộc diện đánh thắng vào điểm yếu hại của Vũ Hồn Đế Quốc. Ý kiến này lập tức được chấp nhận, Tinh La Quốc Vương bề hại chinh chiến cả đời, chuyện điều hành quân đội cũng là giỏi hơn, nên Tuyết Băng liền không ngần ngại chuyển ra binh lực trong Tây Lỗ Thành cho lão. Tuy Tây Lỗ Thành thuộc về Thiên Đấu Đế Quốc, vậy nhưng hiện nay hai nước đã liên thủ, tối kỵ việc ngờ vực. Nếu như một tòa thành cũng không yên tâm, vậy toàn bộ quốc gia phía sau làm sao có thể phó thác, cho nên Tuyết Băng cũng không ngần ngại chuyển giao chút đất. Sự tín nhiệm này phía Tinh La Đế Quốc liền không từ chối. Nếu như quân liên hợp phản công thuận lợi, Vũ Hồn Đế Quốc nhất định có phần lung lay, thế cục ở biên giới cũng sẽ được xoa dịu. Đến lúc đó, binh sĩ của hai nước sẽ là đồng minh của nhau cùng tác chiến chi viện,
Tuy nhiên, lần này hành động vẫn phải nhờ tới mẫn đường của Đường Môn kịp thời cung cấp thông tin. Đường Tam nghe vậy cũng chắc tay, Đường Môn nhất định sẽ dồn sức tương trợ. Rất nhanh sau đó, hai phía Tinh La và Thiên Đấu bắt tay nhau đặt thành hiệp nghị. Tuy nhiên, Đới Mộc Bạch cũng có ý kiến nên lập tức đứng ra phát biểu. Sử Lê Khắc nguyện góp chiến lực, chỉ có điều hắn có một chuyện muốn được hai đại đế quốc đáp ứng, đó là để cho Đường Tam có thời gian hoàn thành nốt hai khảo nghiệm cuối cùng. Mặc dù chuyện này đúng là quan trọng, vậy nhưng Đường Tam lại không yên tâm để mọi người ở tiền tuyến. Nói là như vậy, vậy nhưng sau vài lời khuyên thì Đường Tam liền không ý kiến nữa. Tuyết Băng nhanh chóng đồng ý với lời thỉnh cầu của Đới Mộc Bạch, bọn họ hy vọng làm họ vương sớm ngày thành thần trở về. Sau khi đạt thành hiệp ước hợp tác, mọi người trong thành liền tập trung xây dựng, cải tổ lại Tây Lỗ thành một lần nữa. Mà Đường Tam và Tiểu Vũ thì lại mặc lên người một bộ trang phục hiệp khách, hai người họ dường như sắp phải đi xa. Mục tiêu của Đường Tam có lẽ là tiến vào Tinh Đấu Đại Xâm Lâm để tu luyện và tìm kiếm hồn hoàn. Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mời các bạn đón xem nhé. Video của mình tới đây là hết rồi, hẹn gặp lại mọi người vào lần tới.